Chú làm gì vậy? Xong rồi chưa? Mau lên đi, cả đám người đang chờ mày đó. Đóng cửa lại đi ông nội. Cái gì? Sắp xong rồi. Được rồi, chặt quá đi. Thì đã nói mày mấy chục lần rồi, kêu mày đừng ăn mấy thứ này nữa. Bây giờ thân phận của mày là đổ thánh, có biết là không? Trốn ở đây ăn bộ không được hả? Nè, ngậm điếu xì gà cho có thân phận đi. Đi ra đi ra. Đi. Quan thượng, sao mà thái giám này còn nhiều râu quá vậy? Thiến không sạch chứ gì? Người đâu? Dạ, lôi nó ra, thiến lại. Quan thượng à, xin đừng làm vậy mà, đừng làm vậy mà, đừng thiến tôi mà, đừng làm vậy mà. Đừng mà, đừng mà, đừng, xin đừng thiến tôi, đừng. Trúng. Chết rồi, trúng rồi, tôi bị thiến rồi. Tôi chỉ muốn được bình yên mạnh giỏi sống lâu trăm tuổi thôi mà. Được, bỏ xuống đi. Cảm ơn. Đó là nguyện vọng thứ hai của anh. Mày thiệt là đồ ngu gốc, sao dùng hết ngay nguyện vọng mau vậy? Anh nói luôn nguyện vọng thứ ba đi, để tôi giải quyết cho. Tôi nguyện vọng chúng tôi là có rất nhiều tiền bạc châu báu, có rất nhiều gái đẹp mà rất nhiều đàn ông nhậm vợ để bảo vệ chúng tôi. Ê dạ, tham lam ở đâu được chứ, nội tham làm gì không kết quả đâu. Ông Linh à, thật ra tôi đơn giản lắm, nguyện vọng của tôi là có lại ba nguyện vọng như cũ. Mặt đai quá. Nè, ráng đến chút đi. Ở đây xung quanh không có cây cối gì đâu. Tôi đến lâu lắm rồi, bây giờ khó chịu quá. Rất may là ông nội có một bảo vật bảo gia truyền. Cái bảo vật này anh chuyên trị mắt đái đó. Thiệt hả? Thiệt. Mau lên. Nè, nội dung từ nhỏ tới lớn đó. Giúp giùm đi. Tôi làm sao giúp bệnh? Con cúi đầu xuống. Anh tin à, tôi là như tiên đi, anh có sao không? Cô tiên nữa hả? Cô hôn tôi à? Nhưng mà lần sau nhớ xúc miệng trước nha. Đặt đi. Ây da, chết rồi. Nhìn không có thấy hộp ở dưới. Là số mấy hả? Một hay là sáu đi. Một là xỉu, sáu là tài. Tài hay xỉu đi. Nghĩ kỹ chưa? Tao nói cho biết nha, xỉu đó cho mày tức chết luôn. Tài hay xỉu hay là sổ bảo? Bằng này đừng đặt. Không đặt. Không đặt là khốn nạn đó. Vậy bây giờ đặt tài hay xỉu? Bằng này thấy không có rõ đó. Đừng có nói tao lao nữa. Ta làm người không thể mất thể diện được đâu. Vậy chắc là tài rồi. Được, đặt hết tài đi. 1, 3, 4, 8 điểm, xỉu. Kêu mày đó là chắc sai rồi. Nói cho mày biết còn đặt trật nữa. Mày thì là ngu nhất đó hả? Tôi đã cởi dây cho anh rồi đó. Anh đi về đi. Làm ơn dùng tay mở đi. Làm tàn hoài. Còn chưa đứt rồi sao? Thì coi đi. Người đâu? Dạ. Cởi trói. Không phải đơn giản như vậy đâu. Bộ nhiệt bộ của âm mưu. Cuộc cơ bản này anh phải thắng. Anh tin à? Anh thích nghe nhạc mọi lớn như vậy à? Hả? Ông nói gì? Nói lại lần nữa đi. Tôi nghe không có rõ lắm. Hả? Nói gì? Hả? Sorry. Ông Linh à, ông đừng có sợ. Theo như tôi biết á, thì 8 năm nữa bọn Nhật Bản sẽ đầu hàng thôi. Là bởi vì người Mỹ có ném cái thứ gọi là bom nguyên tử. Cứng thiệt ha.
Ông muốn ăn gì? Ừ, tôi bây giờ đang bị người ta khóa tay theo kiểu Nhật Bổn, sắp tắt thở chết rồi. Bị khóa tay theo kiểu vật lộn đó hả? Anh bây giờ chìa hai ngón tay ra, nhắm 45 giác độ chỉa lên trên. Làm đi. Thế nào? Có chỉa trúng cặp mắt không? Ê, đâu có, trúng cái lỗ mũi tôi. Vậy thì anh cứ móc đi, móc đi, móc hết không khí ra ngoài. Ê, ra rồi, xài được đó. Cần gì phải nói chứ? Không thì làm sao tôi làm người chủ tọa tiết mục đánh điện thoại hỏi võ nghệ chứ? Ê à, tôi lại bị trúng cái chiêu bích lích truy hồn quả của nó rồi. Vậy hả? Bây giờ anh đừng có nói dòng vo tam quốc nữa. Ai trên cầu dạy có qua tất cả vô đây. Yes sir. Còn cách gì phá cái chiêu này không vậy hả? Cái chiêu bích lích truy hồn này thiệt là lợi hại đó. Phá làm sao được chứ? Dạ này chỉ vô mắt nó. Ôi vậy hả? Chỉ vô. Ôi giời, chết đi mày. Làm giờ phút này làm sao mà tự cứu được đây? Bây giờ tới bà viên này dùng con khỉ cấp đào. Phải rồi, khỉ cấp đào. Ăn cắp được chưa? Ăn cắp được rồi, lợi hại lắm. Bây giờ lại trúng mấy chiêu quyên ương càng khôn nũ văn tỏa rồi nè. Ý da, quyên ương càng khôn nũ văn tỏa rồi. Ôi trời, ghê gớm á. Nè nè, ôi vậy hả? Ôi nè nè, bây giờ làm cái nào đây? Lấy súng bắn nó đi. Nè nè, anh có súng không? Không có súng. Anh không có súng hả? Vậy anh có cái gì? Chỉ có cái điện thoại thôi. Lấy cái điện thoại đập nó đi. Hả? Bể điện thoại rồi. Đợi cho tao hay.